Là mình lo mình tính trước, còn cái gì sau từ từ mình sẽ nhắc nhở sau ha. Dạ, bây giờ là cái nhà mình nó là tới như chỗ phế liệu á, hoặc là dặn những người phế liệu á mua những cái chai mà dạng Coca Cola, chai Pepsi loại 1,5 lít á. Cả nhà mua về xong rửa nước xà bông rửa chén, cả nhà pha nước lỏng lỏng thôi, cả nhà xúc với rửa rồi bắt đầu rửa lại nước sạch rồi phơi cho thật là khô. Rồi cả nhà vào gạo, bỏ tỏi nha, tỏi cả nhà lấy tỏi già tép bự nha, cả nhà lấy tỏi mà già mà tép bự, rồi cả nhà bỏ 2-3 tép xuống ở dưới đáy chai. Rồi bắt đầu cả nhà thăm gạo vô xong nó đầy, nhớ cả nhà ha, nhớ thăm gạo vô, cả nhà lấy cái chày giã ớt á, hoặc là cái đồ đập đá cũng được, cả nhà nhớ gõ 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 xung quanh cho nó nhanh xuống mà nó xuống thật là chặt. Rồi xong cái nhà mình cho khi mà đầy hết cho nó chặt chặt, cái nhà mình lấy cái ngón tay cái, cái nhà mình thập vô trong cái miệng chai, cái nhà đè xuống nó dặm xuống nó, miễn sao mà cho nó chặt hết, nó đừng có một cái không khí gì vô hết. Chừng cái khi cái nhà đầy rồi, cái nhà nhét cái 2 tép tỏi vô rồi đậy nắp lại, vẫn dặm dặm cho chặt lên. Rồi bắt đầu cái nhà dặm sao mà nó chặt mà cái tay mình bóp cái chai mình nó không vô, nó cứ ngắt luôn, nó không vô là ok nha cả nhà. Nhớ là đừng có cho nó bị xốp một cái gì, nó bị thông không khí một cái gì hết á, là nó mình mới để gạo được lâu dài mấy năm. Chứ còn cái nhà mình mà làm lỏng quá, nhớ cố gắng làm chặt càng nào tốt đó. Mình bóp xem cái chai nó cứ ngắt, mình bóp không vô vậy á, nó như nó cứng như cục đá vậy á là ok, là nó không có bị không khí nó vô, là cái nhà đỡ được mấy năm nó không có sinh mọt. Rồi xong cái nhà đậy cái nắp chai thật là chặt, xong lấy băng keo dán lại nha cả nhà, dán lại là mua cái chai 1,5 lít nha. Rồi tiếp tục nữa là cái nhà mua, nếu mà cái nhà có điều kiện mua đi ngang, cái nhà mua cho bây giờ là càng ngày là càng cũng như là gắt gao rồi, càng tới 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 rồi đó, thì cái nhà đừng có chờ đợi gì nữa. Nạn đói đây là rất là kéo dài tới mấy năm lận ngang cái nhà chứ không ít đâu, và nay mai thấy chỉ cần cái nhà nhìn nhìn lên trên bầu trời là thấy là khác rồi đó. Rồi cái thứ hai nữa là thời tiết bây giờ cái nhà thấy khác khác hẳn luôn rồi đó, thấy chưa, đó nắng mưa cũng khác xưa rồi đó. Rồi bây giờ cái nhà nhớ đỡ em nhớ cái gì là nhắc cái đó để chơi cái nhà mua cho đỡ quên ngang, nhớ mua giấy vệ sinh giấy cuộn á, rồi băng vệ sinh đó, chị em phụ nữ phải nhớ cái băng vệ sinh cho không mà đỡ là quên băng vệ sinh đó. Rồi còn thuốc men rồi coi thử mình bị cái bệnh nền gì đó, rồi cái nhà nhớ mua đỡ sẵn hết. Rồi cái nhà nhớ mua dầu nóng nhiều nhiều một tí xíu, mua dầu nóng nhiều nhiều một tí xíu ha. Rồi tiêu á, mà cái nhà mình muốn đỡ cho nó lâu dài á thì cái nhà nhớ là đem rang, dạ dặn lửa riu riu rồi xong rang lên là cái tiêu á, mình là ăn lúc nào thì mình lấy ra mình giã lúc đó nó rất là thơm và mình đỡ rất là lâu. Nó cái nhà ha, cái nhà đỡ rửa riu riu xong cái nhà rang ngay, rồi bắt đầu chừng nó nguội cái nhà bỏ vô trong thảo cũng qua dán băng keo rồi lại, rồi khi nào mình ăn á, mình lấy ra rồi mình giã nó rất là thơm và ngon và đỡ rất là được lâu năm. Rồi tiếp tục nữa là nếu mà cái nhà có điều kiện nha, là cái nhà nhớ mua đồ hộp nhiều nhiều để dành. Rồi cái thứ hai nữa là cái nhà mua nào là hạt sen khô nè, hạt đậu nành nè, hạt đậu xanh nè, những cái món đó là cái nhà đợi dặn lửa riu riu rồi bỏ muối vô cái nhà rang đi, rang cho nó vàng nó giòn giòn, cái nhà để cho nó nguội xong mình vào cho chung chai. Và những cái món đây cái nhà vào vô trong chai là cái nhà mua lá 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 gì ta, lá gì quế hồi, à lá quế hồi cái nhà ha. Cái mấy cái món đây là cả nhà không bỏ tỏi ngang, bỏ lá quế hồi, bởi vì bỏ tỏi rồi nó sẽ mất đi cái mùi tự nhiên, nên cả nhà bỏ một cái chai như vậy, cả nhà bỏ 4-5 lá quế hồi gì đó, mình chia nhau mình chia ra mình bỏ vô cho cái chai nó từng từng ạ, là nó sẽ giữ được cái mùi nguyên thủy, nó rất là ngon đó. Những cái món đó là cái nhà rang muối đã sẵn đi,
rồi cả nhà cũng đậy nắp chai rồi dặn rồi dán băng keo như vậy đó, rồi khi nào mình nạn đói là mình lấy ra mình chỉ ăn thôi, không cần nấu nướng rồi gì hết, nó rất là tiện lợi, mình chỉ ăn rồi mình uống nước thôi đó. Cả nhà chuẩn bị sẵn hết đi, rồi mình cũng tập là sinh tồn nhưng cả nhà nhớ, cả nhà giờ tập lần đi, nhớ mua đèn cầy, nhớ mua đèn cầy tập lần sinh tồn đi. Rồi dạ rồi tiếp tục nó làm chanh, chanh muối cả nhà không biết làm thì nhớ lên trên trên YouTube, trên mạng người ta bày đủ bày cái nhà hướng dẫn làm, mà cái nhà nhớ làm một thẩu chanh muối đi, rồi để dành để sau này mình uống đó mình giải nhiệt giải cảm. Một chanh muối mình làm để được cũng mấy năm nha cả nhà, 2 năm trở lên á, mình vô trong đó người ta hướng dẫn cho mình đầy đủ hết, rồi bắt đầu tắt tắt cũng rất là hiệu quả luôn cả nhà, tắt rất là tốt luôn, tốt lắm, chắc là kháng rất là cao, uống vô rất là khỏe không ngừng. Dạ rồi gừng, gừng với sả, gừng với sả thì em mua em về em ngâm rượu, dạ em ngâm rượu để sau này cần thì mình lấy mình tha mình đấm mình bóp ngang cả nhà đó. Em cũng có ngâm một thẩu rượu gừng, một thẩu rượu sả để đó khi nào mình nhức mình mỏi rồi mình có để mình tha. Nó cái nhà chuẩn bị đi, em chuẩn bị gần 1 năm nay rồi cái nhà chứ không ít đâu, em biết trước em đã chuẩn bị gần 1 năm nay rồi mà bây giờ vẫn còn thiếu á, có những món mà em suy nghĩ không biết còn thiếu một cái gì nữa, bởi vì nay mai là cả nhà biết sao không, là ở đâu là ở yên đó luôn á nha. Dạ nay mai em nói nay mai nhưng mà cả nhà phải để phải 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 chuẩn bị trước đi, nay mai là ai ở đâu là ở yên đó luôn á, và có nhiều cái có nhiều cái đóng cửa cả nhà, em chỉ nói là có nhiều cái đóng cửa nha, dạ chứ mình không có nói rõ ra được đó, có nhiều cái nó đóng cửa nên rất là bất tiện cho mình, nhiều lúc mình muốn mua muốn bán một cái gì đó là không được nha, không có mua không có bán được luôn, nên cái nhà nhớ chuẩn bị đi. Rồi cái đặc biệt nhất là em xin một điều là những các chư vị nào mà khá giả dạng như có tiền có bạc đồ, dạ giàu có tiền có bạc đó, là mình nên mở hậu bao ra để mình mua lương thực nhiều, dạ mua lương thực nhiều để dự trữ để ngừa phòng để sau này để mình cứu nạn cứu đói, và bởi vì sau này thì vàng rồi tiền rồi là không còn giá trị nữa, có năm nó không còn để mình mua lương thực đồ được nữa, dạ tới khi mà ba con số 6 mà nó xuất hiện rồi là tiền vàng là mình mua không mua lương thực được ở ngoài nữa, không mua bán gì ở ngoài được nữa hết, nên bây giờ cả nhà nhớ mở hầu bao ra đỡ mua dự trữ sẵn đi để sau này cứu đói, chỉ có bây giờ là cái con đường chỉ có là công đức phước đức, chỉ có con đường là phước đức mới đậu thôi nha cả nhà, còn không có phước đức là rớt hết không có đậu, dạ nên ráng yêu thương nha cả nhà, ráng yêu thương hết sức có thể. Rồi bây giờ cái chính á, cái chính bây giờ là sức khỏe, cái thứ hai nữa là lương thực với nước uống với thuốc men cả nhà ha, 4 cái, nhất là sức khỏe nè, giữ cho sức khỏe mình đừng có bị ráng giữ, bởi vì không khí bây giờ rất là dễ bệnh ngang cả nhà, bởi vì nắng rồi mưa dễ bệnh, nên cả nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, lỡ đang nắng như vậy mà mưa xuống một cái là dễ sốc nhiệt làm mình sẽ dễ bị cảm dễ bị bệnh, nên cả nhà nhớ cẩn thận ha, từ từ rồi mình đi chứ không có nôn gì hết á, sức khỏe là chính và lương thực nước uống thuốc men. Rồi hiện giờ là 4 cái đó là chính chứ đừng có đầu tư cái gì làm ăn giàu có nữa hết nha cả nhà, cứ bình 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 thường thôi, rồi giữ cái tâm lương thiện, cái tâm cho nó dạng như nó an lạc để mình vượt qua cái giai đoạn này, niệm Phật giữ cái tâm lương thiện rồi là từ từ mình sẽ vượt qua. Cả nhà nhớ đừng có để cho cái tâm của mình nó sân si, nó nổi nóng nó lên rồi nó sẽ nó ảnh hưởng với cái COVID mà mình chích nè, dạ rồi khí hậu nó nè là nó dễ bị con người mình nó sẽ dễ bị sốc và nó dễ bị đột quỵ nha, nên lúc nào cũng giữ cái tâm con cha nó hiền hòa, nó hiền hòa đừng có để cho nó sân nó nóng giận.
Và có một cái nữa nha, gần sắp tới đây là sẽ có 5G và 6G nó sẽ xuất hiện. Nó sẽ xuất hiện. Hiện giờ là mình đang dùng 4G ha. Nay mai nó sẽ tăng lên là 5G, 5G, 6G. Và cái 5G, 6G đây á, chị em mình á, nhà mình á, mà đã chích thuốc Covid rồi á, thì nó sẽ làm cho mình bị đau tim. Và nó cũng dễ làm cho mình bị đột quỵ luôn. Nên cả nhà nhớ nha, nếu mà mình đã chích Covid rồi thì mình né cái 5G, 6G ra đi. Còn những ai mà chưa chích Covid đó thì không sao, chứ mà đã chích rồi là cái thuốc Covid đó, như cái 5G, 6G đó là nó là dạng như là nó cục 500 mình hít vào vậy, nó sẽ làm cho mình dễ đột quỵ và nó làm cho mình đau tim. Dạ. Đó, nên những cái gì mà rồi để em nhớ cái gì là em nhắc nhở cho cả nhà mình cái đó luôn nha. Rồi thì nay mai sẽ đói nhiều và sẽ có nạn cướp bóc. Nên bây giờ cả nhà mình không có nên tiếp xúc với người lạ và cũng đừng cho người lạ vô trong nhà mình luôn nha. Nhớ căn dặn không có nên mà cho người lạ vô trong nhà của mình và cũng không nên tiếp xúc luôn. Và nhớ cẩn thận, canh giữ con em mình cẩn thận, không có được cho nó chạy nhảy một mình, nó chơi bời lêu lổng như cái thời bình thường kia nữa. Và bây giờ mình phải giữ gìn con của mình, cháu của mình chặt chẽ vô, chứ không là nay mai nó sẽ xuất hiện là cái nạn là sẽ bắt cóc trẻ em. Dạ rồi, cũng như là bây giờ rồi rất 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 là những cái gì nó xảy ra nó sẽ bất ngờ, ngỡ ngàng và ngạc nhiên ngang. Cả nhà nên nhớ nè, nay mai nó sẽ xảy ra những cái mà bất ngờ, là ngỡ ngàng và mình sẽ ngạc nhiên. Nên cả nhà nhớ nhớ phải cái gì mình phải cẩn thận và mình không có được lơ là như mọi khi nữa. Bây giờ là lần 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 là nó tới 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 lần luôn rồi đó. Dạ. Những cái rồi nhiều cái lắm nha cái nhà, nhiều nhiều món lắm. Bây giờ thôi để em nhường đi Hình nói chút đi, rồi em nhớ những cái gì em muốn để em căn dặn cho cái Phải nhà mình mua nữa. nhưng mà mấy chị em phụ nữ mà mình đi lợ mình đi ra đường lộ mình có nên vặn áo kín đáo không chị, rồi có nên đeo vàng nhiều hay là không? Dạ không không không, bây giờ tuyệt đối ngang cả nhà. Cả nhà nhớ nghe lời em dặn này, bây giờ không nên đi đêm nữa. Bây giờ cái gì mình cứ đi sớm đi, đừng có nên đi đêm, đừng có nên đi phi, và có đi cả nhà cũng đừng có nên đi một mình. Và cái đặc biệt đó là không nên đeo vàng và không nên mặc đồ mát mẻ. Bởi vì cái con người của mình nó bị nhiễm cái nhiều cái loại chất độc rồi, nó không kiểm soát được, nó không kiểm soát được là nó sẽ sau này nó trở lên nặng hơn nữa, nó sẽ chuyển qua là dịch zombie. Và cái dịch zombie đó là nó không kiểm soát được cái trí óc của nó, nên nó sẽ không kiểm soát được. Nên cả nhà nhớ ha, nhớ chị em mình lâu nay em không đi đêm luôn á, em không, cái gì em cũng đi buổi chiều hết, rồi cái gì nữa em hẹn ngày mai em không đi vào buổi tối luôn. Dạ, một thứ nhất á, là mình giữ cho mình an toàn. Cái thứ hai nữa là cái không khí buổi tối cả nhà nhớ thường xuyên nhìn lên trên bầu trời, có rất nhiều hiện tượng lạ. Và cả nhà mình thường xuyên nếu đi ra ngoài thì bao bịt cho kỹ ha, chứ không cái không khí đây nó sẽ rất là độc. Và cả nhà nhớ là nước mưa nó cũng sẽ bị nhiễm độc nha cả nhà. Nếu mà cả nhà mình mà chích thuốc ngừa mà nhiều mũi á nha, là cái nước mưa đây mà nó thấm vô là sau này nó sẽ bị lở loét á, nó sẽ bị ngứa, bị lở da, nó sẽ bị ảnh hưởng tới da ngứa ngang cả nhà nhớ. Nên cả nhà cẩn thận nha. Dạ, cái gì cũng nên cẩn thận hết. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. À, Nam Mô A Di Đà Phật. À, từ sớm giờ thì cũng nghe chị Mừ nói tất tần tật những cái gì mà để giúp cho bà con trong cái con, có nghĩa là mình phòng bệnh hơn trị bệnh đó. Cái đó thì rất là tốt. Thì có một cái này
có một cái phần này nè, ví dụ như chị Mười đã lo những cái phần gạo thóc rồi đồ ăn thức uống nhân dân, thì xin hỏi chị Mười, nếu mà có cái phần mà lỡ như nạn mà sóng thần đó chị Mười, nước dâng lên nó rồi mình có nên chuẩn bị cái gì thêm nữa không chị Mười? Dạ, cái nạn sóng thần thì trong giấc mơ em cũng thấy nhưng mà chưa biết khi nào, nhưng mà cái mà dạng như là mưa bão gió đây nước dạng như là lớn á cả nhà ha, thì cả nhà nên cẩn thận là cái gì cũng vào vô trong chai hết, bất cứ những cái món ăn gì cái nhà bỏ vô chai vô thẩu hết, dán băng keo rồi chặt hết, lỡ nước thủy triều rồi nó có lên đồ là nó có ngập nữa thì nó cũng không có bị thấm vào cái đồ ăn đồ của mình, chừng đó mình cũng có cái để mình ăn để mình không có bị đói. Và cái thứ hai nữa là cái nhà nhớ mưa lớn mưa dầm nhiều ngày là một thì mình sẽ di dời mình tới chỗ cao ráo mình ở tạm, cái thứ hai nữa là mình gác đồ rồi lên trên cao, mình không mình phòng ngừa mình đừng có để cho nó bị nước nó ngập, và chuẩn bị dây cái nhà nhớ mua dây mua bạc, và cái chính là cái nhà mua áo phao nha. Dạ, cái nhà nhớ mua mua áo phao, còn nếu mà cái nhà mình mà ở ngay chỗ mà nước á, cũng như là nó rất là chỗ mà nó rất là thấp mà nước nó thường bị ngập á, thì cái nhà có điều kiện thì nên sắm xuồng sắm sắm ghe hoặc là cái thúng gì đó cái nhà để sẵn đi cái nhà ha, và có gì thì mình leo lên thúng đồ mình ngồi, rồi nhớ là áo phao cả nhà ha, bây giờ cái nhà nên mua áo phao đi để sẵn đi, rồi nhớ bạc bạc rồi dây rồi để sẵn hết, để chừng đó mình có để mà mình cột mình găng đồ cho nó chắc nhà chắc cửa đồ. Dạ nên cả nhà, và một cái nữa là nhớ là những cái giấy tờ đồ cái nhà nên bỏ vô trong giỏ vali gì đó cái nhà ha, để sẵn hết trong đó đi, bây giờ mình cứ bỏ sẵn hết trong cái vali giấy tờ đồ này kia các nọ rồi cứ bỏ sẵn hết trong đó đi, có gì thì mình bỏ trên cao mình gác lên nước nó không ngập, cái thứ hai có cái gì nữa thì mình xách cái đó mình đi, mình có giấy tờ rồi đầy đủ quần áo rồi đầy đủ rồi trong đó nó cũng đỡ bớt. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì ở đây có hai câu hỏi để hỏi chị Mời, của bà con có điện thoại là Quốc Tạo. Thì câu hỏi đầu tiên là một chị này ở thành phố Hồ Chí Minh. Cái chị này hỏi như nè, tại sao mà đầu tháng 3 đến bây giờ ở ngoài Sài Gòn là hầu như mỗi ngày mỗi có cháy nổ như vậy, và hỏi chị này có phải là lúc nào là đến cái lúc tạ tạm diệt luôn hay là không, lúc mà gọi là khởi động luôn đó để sàng lọc đó. Tại biết nghe nói là ở thành phố đó, chỗ đông người rồi người ta ít có ai tu, người hung dữ thì nhiều, cho nên là nạn tai cái đến mà thành phố trước tiên. Hỏi chị mời vậy đó, chị mời có thể có những giấc chiêm bao nào hay là những cái gì điềm báo nào không? Nam mô Di Đà Phật. Dạ, thì cái chỗ thành phố thì hồi đợt em có cái dắt trên bao là thấy là thành phố nhà cao cửa rộng nhưng mà không có người, vắng người lắm, không có người, nhà đóng cửa hết à. Dạ, thì nếu mà cái chỗ nào mà chốn xa hoa rồi tụ tập rồi, và cái nữa là dạng như ít có tu á, thì chỗ đó là bị nghiệp nó nặng, cái khí trượt nó nhiều, thì nó sẽ nhiều thiên tai nhiều nạn xảy đến. Và nếu mà là, bây giờ mà mình biết cái chuyện những cái chuyện vừa rồi nó xảy ra những cái như vợ chị nạn như vậy thì mình ráng mình tu mình ăn hiền ở lành, rồi mình ráng kiểu như mình phóng sanh rồi vô là nó sẽ có khi nó giảm bớt cái nghiệp, nếu mà nhà nhà ai cũng đều ăn hiền ở lành và làm điều thiện thì nó sẽ vượt qua cái nạn, nó cũng sẽ giảm bớt, cũng như chẳng hạn như cái tuổi thọ của mình sống được 60 tuổi đi
mà mình không chịu tu, mình cứ sát sanh, mình ăn chơi đồ, mình nhậu nhẹt đồ đó, thì mình sẽ còn chừng 40 tuổi mình giảm bớt. Còn nếu mà cái nhà mình biết tu tập nè, ăn hiền ở lành nè, tạo nhiều phước đức nè, rồi cái nhà mình phóng sanh nè, biết yêu thương người nè, yêu thương vật nè, thì cái nhà mình có thể tăng lên là thành sống được 80 tuổi. Dạ, cái gì cũng cũng từ cái phước đức mà nó lên hết, nên bây giờ không có cái gì mà muộn hết á. Nếu những chỗ nào mà thiên tai á, hiện giờ thì cái nhà nhớ cùng nhau mà tu tập, ăn hiền ở lành, tu nhân tích đức, bố thí từ thiện. Dạ, thì nó sẽ vượt qua cái nạn đó, từ từ nó sẽ giảm lần, giảm lần, giảm lần. Dạ, không có cái gì mà, cái gì mình cũng có thể là mình thay đổi được, mình sẽ thay đổi được số phận nha cả nhà. Thay đổi số phận hay không, thay đổi được hay không là do từ cái tâm của mình hết, từ cái tâm của mình hết là mình sẽ thay đổi được hết. Nếu mà mình sống mà không có lương thiện thì những cái gì nó không được tốt đẹp nó sẽ về lại mình sẽ trả quả. Còn nếu mà mình sống tốt đẹp, mình sống lương thiện, mình sống từ bi, là cái thiện nó sẽ về mạnh về bên mình, thì nó sẽ bớt đi cái nạn tai. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, chị Mừ giải thích bữa nay quá hay. Có nghĩa là quốc đạo có pháp với cái thế lý thế cơ đó, thì rõ ràng là thầy nói người làm phải như tầm trong kén, có muôn tơ bao bọc ấm thân. Có nghĩa là muốn nói cái người thiện, nếu có người thiện thì sẽ được che chở, hay là cứu lương hiền chẳng cứu người hung, kẻ gian ác lúc sau tiêu diệt. Đó, hay là nếu mà trong cái cơ sàng lọc này thì sẽ tiêu diệt người ác thôi. Người tu thì thú ấy cúi đầu, người không tu niệm ngõ hầu nó ăn, tất cả mọi sự việc hay là kẻ gian ác sẽ bị gom ba thước nghe pháp tràng chỉ kẻ hung đồ. Đó, tất cả những người hung ác thôi. Còn những người hiền hậu thì nó tạo tin chắc rằng là cỡ nào cũng được chư thần gia hộ chứ. Dạ, Dạ. như là Phật ra, cảm ơn chị nhiều. Thì câu Dạ. hỏi tiếp theo đó là cái cô này cô hỏi về cái thằng mà hôm nay có một cái tin đó là nói về cái vắc xin đó, trên đài nó đăng lên cái vắc xin là công thức chính thức là rồi là công bố vắc xin, ai mà chích vắc xin thì nó sẽ làm cho cái mạch máu đó nó tắc nghẽn, nó sẽ gây những cái bệnh đột quỵ. Thì theo chị là như thế nào về vắc xin? Dạ, cái vaccine đó là những cái video trước em có nhắc nhở cả nhà là không, đừng bao giờ chích vaccine, kể cả vaccine trẻ em mà lỡ mà người ta có biểu chích vaccine ngừa cái này người kia, cả nhà cũng tuyệt đối từ chối, đừng có chích bất cứ một cái vaccine nào cũng vậy nha cả nhà, đừng có không chích nha cả nhà. Dạ, không chích những cái vaccine là Trung Quốc nè, của Mỹ nè, rồi cái extra đó là của Anh hả? Úc à? Dạ, bất cứ vaccine nào nó cũng độc hết á, không có vaccine nào không độc hết á. Em hai hai mũi của Mỹ đây mà em nhức xương nhức cẳng đây, mà nhờ cái là mình tu tập á, dạ nên nó đỡ, nó bớt. Và cái thứ hai nữa là em khuyên cái nhà bây giờ nên thải độc nha, bởi vì con người của mình bây giờ đã bị nhiễm độc hết rồi, máu mình nó không còn còn sạch nữa, bởi vì cái thuốc đó nó vô là giờ cái máu mình thành cái máu bệnh rồi đó. Dạ, thành cái máu dơ rồi đó, nó không, cái máu của mình hồi xưa là nó đỏ tươi, nó rất là đẹp, còn bây giờ cái máu của mình là nó đỏ bập mà rồi đó, là nó không còn, thuốc nó vô là nó thành máu độc rồi. Nên bây giờ em khuyên cái nhà là đậu xanh cái nhà giải độc rất là hay, bởi vì thời gian qua em thường xuyên em nấu nước đậu chè đậu xanh, em nấu nhạt 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 đậu uống nè, rồi em ăn cái nè, rồi em thường xuyên nấu cháo đậu xanh em ăn nè đó, cả nhà thường xuyên ăn đậu xanh vô, có khi ngày nào cả nhà ăn cũng được, hay cả nhà rang nấu nước uống hàng ngày cũng được nha cả nhà. Nhớ là sẽ giải độc rất là hay, rất là hiệu quả. Và tiếp nữa một món nữa là cả nhà uống gia đam. Gia đam nếu cả nhà xay sống cả nhà uống là tốt hơn là cả nhà nấu chín, nó giải độc cũng rất là hay. Dạ, còn cái nếu mà cả nhà mình có lá vàng á, chè lá vàng á ha, là cả nhà mình chế nước uống hàng ngày cũng được, nó cũng giải độc ra cho mình.
nó cũng sẽ giải độc thuốc rồi ra. Nhưng mà cái giải độc thuốc đó, hay nhất đó là đậu xanh nha cả nhà, nhớ đậu xanh nha. Đó, cả nhà rang rồi nấu nước uống hàng ngày, hoặc là cả nhà làm kem cả nhà ăn, và hay là cả nhà nấu chè cả nhà uống. Dạ, nấu nhạt thôi, bởi vì mình thường ăn uống hàng ngày mình nấu nhạt thôi cả nhà ha. Hoặc là cả nhà thường xuyên ăn cháo đậu xanh, em thì em thường xuyên ăn cháo đậu xanh nè, nên lần lần nó giải độc ra, con người của em nó cũng khỏe rồi, nó cũng đỡ rồi. Cho mấy bữa là nó nhức xương, em chịu không nổi. Em mới vừa chích ngày nay là qua ngày mai bắt đầu là cái lưng em là tự nhiên bị đau lưng liền. Xong em mới nói chồng em, kêu ủa sao hồi giờ em không có bị đau lưng mà sao em mới chích thuốc đây giờ cái lưng em nó đau dữ vậy. Là rồi, là em kêu vậy là xong rồi, thuốc rồi, thuốc nó hành rồi, nó làm rồi. Bắt đầu vài tháng sau hả, là ngón tay ngón chân em bắt đầu nhức nhức nhức. À, cảm giác em là bắt đầu em sợ rồi. Dạ, em sợ rồi, bắt đầu cái em bắt đầu em mới tìm cách làm sao để mình thải độc cơ thể mình ra cho nó khỏi bị đau nhất. Rồi bắt đầu em mới mua đậu xanh về cái nhà em nấu cháo em ăn, rồi em thường xuyên em làm kem em ăn, rồi em nấu nước uống. Dạ, nên cái nhà nhớ ha, bây giờ là cái chính là mình thải độc và cơ thể mình ra đi, bởi vì cái thuốc ngừa đó nó bị nhiễm mình rồi. Nên bây giờ em khuyên cái nhà bất cứ một cái thuốc ngừa gì cái nhà cũng đừng không chích nha. Dạ, không chích. Nhớ là không chích thuốc ngừa nữa. Chích chừng nào là mình sẽ giảm thọ, là mình sẽ nhanh nhanh đi chừng đó. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì vừa qua thì chị Mừ cũng thổ lộ những cái việc để phòng bệnh, rồi dự trữ lương thực, rồi phải tạo thêm nhiều phước đức để mới có được một cái sự che chở của các vị thần linh cũng như các vị chư thần đó. Thì thầy cũng có nói hoài đó, chứ thầy cũng có nói là mình phải làm hiền làm lành thì chư thần mới gia hộ cho mình, chứ không có cái không có nói không có nói mà bây giờ tôi có tiền nè đó, rồi bây giờ tôi sẽ làm cái gì gì đó là để được không có tai nạn đó, thì cái chuyện đó là không có được. Còn hoặc là tôi thỉnh một cái gì nè, tôi đeo lưu vòng cổ tôi nè, tôi dán vô xe tôi nè mà không có bị tai nạn thì cái đó cũng không được, mà phải nói về những việc làm của mình thời gian gần đây mình làm cái gì đó. Thì đó, cái những cái chuyện đó là rất là hay đó. Thì bây giờ từ sớm giờ nói nhiều về cái phần mà dự trữ, rồi phổ biến gì rất là nhiều cái việc để chống nạn chống dịch rồi, nhưng mà Quốc Tạo xin hỏi một câu của Quốc Tạo là vậy rồi cái nạn vậy mà khi mà gặp cái đại nạn nó lớn rồi mình sẽ trốn ở đâu đó, cái đó mới là cái điều quan trọng. Xin mời nhận xét của chị Mừng. Dạ, bây giờ cái chính là cái đức của mình. Nếu mà mình tu nhân tích đức là tự nhiên có các vị chư thần báo cho mình biết trước hết rồi mình đi à. Dạ, chứ bây giờ hay lắm, em nói là Phật pháp rất là nhiệm màu, rất là nhiệm màu. Nên bây giờ em khuyên cả nhà nên ráng ăn hiền ở lành, ráng tu nhân tích đức, và ráng nhất là cái thời buổi bây giờ rất là linh thiêng nha cả nhà. Nhớ cả nhà không được nói tục nói tiểu, không được phỉ báng một cái vị nào. Bây giờ là Phật thánh thần tiên rồi xuống dưới trần rất là nhiều, nên cả nhà nhớ nghe, nhớ giữ cái khẩu nghiệp, không được nói phạm phỉ báng một cái vị nào, mình sẽ bị cái nghiệp nó tới liền. Rất là linh, em nhắc lại là rất là linh và đến rất là nhanh nghe cả nhà. Nên nhớ cả nhà ráng giữ cái tâm lương thiện, không có được chê bai một cái vị nào, và cũng không có được phỉ báng một cái vị nào. Và cái thứ hai nữa là em cũng khuyên những cái vị mà hay comment vô trong cái YouTube, trong cái clip video, dạ clip video này nè, chẳng hạn như là những các bác các cô hoặc là các chị tỷ, cái cơ của các chị tỷ đó là rất là cao nha cả nhà. Tất cả những cái chư vị nào cũng là Bồ Tát xuống để độ chúng sinh hết. Dạ, bất cứ một cái vị nào lên
Em không nói em ha, em là người bình thường, Phật tử bình thường thôi, em còn yếu kém lắm, em không có cái gì hết á. Dạ, chẳng qua là em là một người Phật tử bình thường rồi, em cũng như một người cái chính nội trợ gia đình rồi, em vậy thôi, chứ em không có cái gì tu tập cao nha cả nhà, em thì bình thường không sao nha. Dạ, chứ còn các chị tỷ rồi các chú, các cô, các bác đồ ạ, đều là những vị Bồ Tát thị hiện để lên nhắc nhở chúng sinh, để lo ăn hiền ở lành, tu tập, để ráng tu để vượt qua cái cơn sàng lọc này. Nên các vị, nếu mà các vị không nghe thì các vị có thể là lướt qua, không nghe, không vô, không xem. Còn nếu đã nghe, đã xem rồi là rất là có phước. Dạ, rất là có phước để mà nghe, để mà học, mà hỏi, mà để mà né tránh, làm lành lánh dữ. Nên cả nhà không được bình luận, không được nói cái gì vô là sẽ bị cái nghiệp nó sẽ, các chư vị là Bồ Tát ngang không có làm gì mình hết á, nhưng mà các vị thần thánh rồi đều biết hết, chỉ cần cái ý nghĩ của mình nghĩ xấu thôi ngang là mình đã bị dính rồi đó. Rồi cái tay của mình nè, là cái thân á, mình viết, mình vô, mình bình luận nữa ra, sau này cái tay của mình không có được đẹp đâu nha. Dạ, em chỉ khuyên như đó thôi. Nên những vị nào mà hay comment rồi nói tầm bậy là em chỉ nhắc nhở một điều là thời buổi bây giờ rất là linh, và các chư vị Bồ Tát thần thánh tiên xuống dưới trần này cứu độ chúng sinh rất là nhiều. Dạ, nên cả nhà nhớ ha, nhớ đừng có bình luận mà viết tầm bậy là mình sẽ bị cái nghiệp nó sẽ đến. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, cái câu đó rất hay. Thì ở đây nó có hai cái giới như thế này. Ví dụ như chúng ta mà nghe một chị mừ hay là tỷ cơ hay là một cái vị tâm linh nào đó mà nói, thì mấy vị này có ai nói mà ăn tiền đồng bạc cát xu nào không? Quý vị thử xét lại đi xem coi, nó còn ảnh hưởng đến, gọi là mình mà nói chịch một cái, nó ảnh hưởng đến cái uy tín, cái danh dự của mình nữa đó, nếu mà mình nói chịch đó. Còn mà mấy chị này thì thật sự ra nói đúng không à. Rồi cái thứ hai nữa đó, mấy chị này không có lãnh một cái phần lương hay là cái gì của quốc tạo cả đó, cho nên là ở đây bà con nghĩ là mấy chị này là nói đang làm cái gì, đang làm cái gì. Mình đặt một câu hỏi đó là người ta vì cái lòng từ bi, người ta nói rằng để cho mình tu nè đó, mình biết cách là mình tu, mình phòng ngừa tránh bệnh dịch đâu nè đó, mình lưu lưu trữ thức ăn nè đó, mình sợ những ngày đen tối này kia, mình không có đi đường để đeo vàng nhiều. Đó là quyền lợi của bà con chứ không phải là quyền lợi của chị Mừ và tất cả những bà con khác cũng như tỷ đó. Thì cho nên nếu mà chúng ta mà chỉ nói vào một câu Nam Mô A Di Đà Phật thôi là chúng ta đã được phước rồi đó, mà chúng ta nói cái khác thì cũng mệt lắm ạ. Em chỉ nói một điều, em chỉ nói một điều là những ai mà vô nghe được cái video là có phước. Và những cái gì á, chẳng hạn như mình vô mình nghe được á, là mình tiếp thu được rồi, mình biết để mình ngừa, mình phòng cái này, phòng cái kia, để mình ráng mình làm lành lánh dữ nè. Dạ, thì mình để mình trở nên một con người tốt đẹp hoàn hảo hơn, bởi vì các vị toàn là đưa đến cho mình những cái điều tốt đẹp, an lạc, hạnh phúc. Và những có những cái các chư vị không có lộ được, nhưng mà thương, vì thương chúng sanh nên phải lộ ra, và lộ ra thì nhiều lúc cái căn cơ nó không có đủ lực, là nó sẽ quật lại, là các chư vị rất là mệt mỏi và dạng như là muốn bệnh luôn á đó. Em lộ ra cả nhà ha, sao bữa nay em nói nhiều vậy. Dạ đó, nên cả nhà biết không, nhiều lúc mà cái những cái tin đó không nên lộ ra, những cái cơ đó không nên lộ ra, nhưng mà vì các vị thương chúng sinh quá, sợ chúng sinh sẽ khổ ngập lặng nên phải lộ ra, phải nói ra luôn, thì cái lực đó nó mạnh, nó sẽ quật lại, nó sẽ làm cho các chư vị
sẽ mệt mỏi và sẽ bệnh sẽ cảm thấy con người không có được bình thường, nên mình phải ráng, mình phải kính trọng và mình yêu thương và mình phải tôn trọng những cái vị Bồ Tát đó. Nên em khuyên cả nhà như vậy. Em là một người bình thường thôi nha cả nhà. Dạ, nhưng mà em có một cái là lúc nào em cũng kính trọng những các chư vị hết. Nên em cũng cầu mong cho những vị khán giả cũng như em vậy, luôn luôn yêu thương và kính trọng các chư vị. Đừng có nên vô bình luận viết tầm bậy tầm bạ và cũng đừng có nên phỉ báng. Bởi vì em chỉ nói nhấn mạnh một điều ha, nhấn mạnh một điều là thời buổi bây giờ rất là linh và đến rất là nhanh. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Thì thứ nhất tôi cũng cảm ơn chị Mừng nhiều, cũng đã có những cái lời chia sẻ rất là hay, rất là chí lý. Thì mong rằng qua cái clip này thì bà con nào có muốn hỏi chị Mừng những điều gì thì cứ việc trực tiếp nhắn tin với Quốc Tạo hoặc là comment vô. Comment thôi, mình đừng có comment đi, chị Mừng cũng ít coi comment lắm, Quốc Tạo cũng ít coi lắm. Em dạ em có một cái em không có vô bình luận, em coi bởi Bà con cứ dạ trực tiếp nhắn tin lại Quốc Tạo đi ha, Quốc Tạo sẽ vô dạ coi đúng lại rồi, cho hỏi. cái gì Hinh nói với em, chứ còn em thì em bận cả ngày. Hinh ơi, Hinh thấy Hinh bây giờ em mới rảnh, bây giờ chắc 12 giờ rồi Hinh à. Đó bây giờ dạ em lục đục bây giờ em mới 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 nãy em bây giờ thắp nhang rồi em đứng ở ngoài đó rồi em mới vô rồi em mới gọi Hinh á. Dạ Rồi vậy dạ là chúc sức khỏe chị Mừ ha, chào chị ha, sẽ hẹn lại chị trong những một cái dịp khác, có những cái chia dắt chim bao nào hay hay nữa sẽ báo cho bà con nha chị. dạ có còn nhiều cái để em muốn nhắc nhở các chư vị và đỡ mua và đỡ dự trữ ngăn cả nhà, rất rất là nhiều món, và hẹn cả nhà đi ở video sau đi ha.